bích liên xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán giả và khách hàng khắp nơi bích liên xin chào mừng quý vị đến với chương trình làm đẹp của hệ thống công ty ev princess kính thưa quý vị bích liên xin phép thưa quý vị là ev princess trong uống ngoài thoa Vâng thưa quý vị mình có sức khỏe Mình có làn da đẹp Mình đẹp thì mình sẽ thành công Trên tất cả các lĩnh vực Phải không thưa quý vị Bích Liên xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị Thật vui, thật hạnh phúc và an lành Bên người thân của quý vị Vâng thưa quý vị ngày hôm nay Bích Liên rất vui xin được trở lại cùng tất cả quý vị Trong chương trình làm đẹp của công ty Hệ thống EV Princess Thưa quý vị trong uống ngoài thoa Bích Liên phải nói là Bích Liên rất vui Rất hạnh phúc trong những tuần lễ vừa qua Bích Liên được trở về đài cùng thưa chuyện với tất cả quý vị. Quý vị đã đáp ứng lời mời của quý Bích Liên là một sự khuyến khích vô cùng quý giá mà Bích Liên không thể nào có thể mua được. Thưa quý vị, Bích Liên xin đại diện cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm Evifinix trong uống ngoài thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều quý vị đã thương yêu quý vị đã tin tưởng quý vị đã dùng qua những sản phẩm của hệ thống công ty Evifinix từ sản phẩm làm đẹp làn da nè cho đến sản phẩm dưỡng da nè rồi cho đến dược thảo để giúp cho cơ thể sức khỏe của quý vị. Trong thời gian qua, quý vị có biết rằng sản phẩm Evifinsex và hệ thống công ty Evifinsex đã đến với quý vị lâu chưa? Vâng thưa quý vị, Bích Liên xin phép thưa quý vị là hệ thống công ty Evifinsex đã đến với quý vị trên 18 năm qua rồi. Thời gian qua nhanh quá phải không thưa quý vị? Bích Liên không có nghĩ đến cái việc đó nhưng mà thưa quý vị trong tuần vừa qua, Bích Liên gặp rất là nhiều khách hàng của Bích Liên đã gọi vào chương trình mà Bích Liên uh, cố gắng giúp cho nhân viên để trả lời điện thoại cũng như Bích Liên đi những chương trình show đã gặp rất là nhiều khách hàng. Khách hàng có cho Bích Liên được biết rằng một cơ sở thương mại đứng vững trong 3 đến 5 năm là đã cho cái sự thành công rồi. Trong khi đó sản phẩm EV Phân Sách này đã đứng vững trên thị trường trên 18 năm qua. Đó là một điều thời gian khá dài mà cũng không phải là một thời gian ngắn để quý vị đánh giá của nó. Tuy nhiên sản phẩm EV Phân Sách này đã đến với quý vị trên 18 năm qua đã đến với 15 quốc gia trên toàn thế giới hàng triệu hàng triệu khách hàng đã dùng qua đã khen ngợi là thân dược mang lại làn da sắc đẹp cho người phụ nữ và nam giới văn vâng, thưa quý vị trong những năm vừa qua bích liên cố gắng miệt mài rất nhiều để phục vụ cho quý vị tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất để mang lại sự mong muốn của tất cả quý khách hàng khắp nơi vâng thưa quý vị bích liên đã chứng minh cho quý vị những sản phẩm làm đẹp làm da với bộ sản phẩm Evie mang lại niềm vui tự tin

thành công và hạnh phúc cho quý vị trong thời gian qua và vừa rồi bích liên cũng đã giới thiệu đến quý vị những sản phẩm rất tốt đặc biệt là về dược thảo linh chi đông trùng hạ thảo trong thời gian tới đây bích liên sẽ có những show khác biệt nhau để quý vị dễ dàng quý vị không phải thắc mắc mà quý vị gọi vào trong công ty để hỏi nhiều thời gian mà quý vị rất là mong mỏi được có những sản phẩm tốt để sở hữu cho đến tất cả từ sản phẩm làn da cho đến sức khỏe đến quý vị Vâng thưa quý vị, trong khi mà quý vị thấy Bích Liên cùng thưa chuyện đến các quý vị thì trên màn hình có những số điện thoại trước hết thì Bích Liên cũng xin nhắc lại với quý vị là 408-849-1152 và số kế tiếp là 714-461-2403 và một số kế tiếp nữa tại San Diego là 619-563-5817. 563 5817 Những số điện thoại trên Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào Quý vị sẽ có những cái chương trình rất đặc biệt Và Bích Liên xin thưa Với quý vị là trong thời gian qua Quý vị đã đáp ứng sự lời mời Của Bích Liên cũng như quý vị đã nhận được Rất là nhiều promotion Từ hệ thống công ty Eviprenship Ngày hôm nay Bích Liên muốn cảm ơn Đến tất cả quý vị Bích Liên rất vui được quý cụ lớn tuổi Từ 75, 79 đến nổi 85 tuổi Mà vẫn rất còn muốn có làn da đẹp để mình cảm thấy mình yêu đời hơn, hạnh phúc hơn trong thời gian qua. Và kính thưa quý vị, Bích Liên xin phép chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó thưa quý vị. Quý vị biết rằng đây là một cái sản phẩm rất đặc biệt, công ty hệ thống EV Princess đã cho ra đời sao cái sản phẩm EV Princess làm đẹp làn da. Sản phẩm EV Princess mang lại sắc đẹp có năm chức năng chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da cho quý vị có nghĩa là quý vị chữa nám nè tàn nhang đòi mồi những tì vết mà quý vị cảm thấy không hài lòng trên làn da của quý vị thì bộ EV Finchette đã thay đổi một làn da mới trong 18 năm qua hàng triệu khách hàng đã hài lòng và bao nhiêu nhà phân phối đã rất hài lòng với sản phẩm EV Finchette. và trong năm vừa qua Bích Liên đã cho ra đời EQ rất là tốt thưa quý vị Skin Solutions có nghĩa là một cái sản phẩm rất là tốt đây là một cái sản phẩm tế bào gốc Thưa quý vị, tế bào gốc có rất là nhiều loại trên thị trường. Người ta làm bằng cù, làm bằng mỡ, bằng những cái sự mỡ của con người và những động vật. Thưa quý vị, đây là một sản phẩm thực vật không có một cái chất hóa chất nào cả đây là thiên nhiên toàn là trái cây bằng thảo dược không làm bằng động vật thưa quý vị đây là một cái sản phẩm rất đặc biệt mà bích liên cho ra đời hàng trăm người ngàn người đã dùng qua và rất là khen ngợi cho sản phẩm tế bào gốc của hệ thống công ty Evinsus. Thưa quý vị, sản phẩm này chỉ có 3 loại duy nhất để quý vị mang lại làn da rất là đẹp, rất là trẻ. Rewind Clock có nghĩa là quý vị khi mà quý vị cần làn da trẻ hơn thì quý vị dùng tế bào gốc EQ Skin Solution này của hệ thống công ty Evelinex thì quý vị sẽ đẹp làn da, trẻ làn da quý vị giữ được tuổi thanh xuân của mình. Vâng, tôi quý vị Bích Liên xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và trước hết thì Bích Liên xin phép quý vị một trong những số điện thoại trên màn hình quý vị gọi ngay bây giờ, quý vị mua trọn bộ ba như thế này thì quý vị sẽ được tặng trọn bộ free quý vị đặc biệt không ạ? À? Bích Liên muốn cảm ơn đến quý vị trong thời gian qua. Sự ủng hộ của quý vị là một niềm hạnh phúc cho Bích Liên rất là nhiều sự khuyến khích mà Bích Liên cố gắng rất đặc biệt. Thưa quý vị, tròn bộ như thế này bao nhiêu tiền? Thưa quý vị, có rất là nhiều người hỏi Bích Liên. Bích Liên trước hết thì xin phép quý vị đây là... Wow! Bích Liên xin phép quý vị đây là sản phẩm eye cream của bộ EQ. Thưa quý vị, EQ eye cream này quý vị thoa lên mắt. Quý vị dùng sáng và tối, quý vị dùng nhẹ, trên vòng mắt của quý vị nó sẽ bảo vệ được nét nhăn nè rồi bớt black circle and wrinkle thưa quý vị làm nét nhăn cũng như quần thâm của quý vị quý vị dùng sáng và tối quý vị cứ như thế mà quý vị sẽ có cặp mắt trẻ hơn quý vị cảm thấy không có bị mệt mỏi bằng đôi mắt của mình mỗi một ngày quý vị dùng hai lần sáng và tối về EQ Skin Solution cho mắt ice cream quý vị nhé cho mắt dùng sáng và tối và sau khi đó quý vị dùng EQ Solution Serum. Quý vị cho vài giọt trên gương mặt của quý vị, quý vị thoa nhẹ nhẹ lên thì quý vị thấy nó rất là mềm, rất là mịn, làm trẻ làn da. Khi quý vị cho vài giọt như vậy rồi, quý vị cảm thấy rất là hài lòng. Quý vị cho luôn cái cả cổ của quý vị nữa. Đây là Skin Solution Serum rất là tốt cho làn da làm trẻ làn hoa chống lại cái sự lão hóa mà làn da quý vị rất là tươi trẻ thưa quý vị đó là một cái điều mà bích liên rất là vui xin được giới thiệu đến quý vị eq skin solution serum và sau đó quý vị cho eq cream lên trên quý vị apply vài nhọt thôi trên má nè trên mũi và trên trán quý vị thoa đều và cổ nữa đây là một cái sản phẩm rất tốt mà quý vị có thể dùng mỗi một buổi sáng và mỗi buổi tối vâng thưa quý vị ba lọ như thế này đơn giản thôi dùng da mặt của quý vị sẽ trẻ hơn. Mà kính thưa quý vị đây là một cái sản phẩm rất đặc biệt dùng cho nam giới luôn, rất là simple, rất là đơn giản. Đây là một bộ kem dưỡng da rất đặc biệt. Nếu trên thị trường đúng với giá trị của sản phẩm uh, eq skin solutions một sản phẩm này là tế bào gốc đó, đúng thị trường là quý vị mua trên 500 đô la cho ba lọ này. Tuy nhiên ngày hôm nay bách liên xin phép quý vị tròn bầu như thế này. Thưa quý vị chai eye cream kem mắt cho serum và kem dưỡng da Quý vị dùng 3 lọ này cho sáng và tối Một bộ này chỉ có 210 đồng mà thôi thưa quý vị 210 đồng trọn bộ quý vị thấy có nhẹ nhàng không ạ à? quý vị thấy giá cả rất là phải chăng phải không và bích liên xin phép phép quý vị ngay hôm nay quý vị xem chương trình bích liên muốn cảm ơn đến tất cả quý vị sự thương yêu quý vị sự tin tưởng của quý vị dành cho hệ thống công ty vinfast bích liên xin phép tặng cho quý vị trọn bộ miễn phí có nghĩa là quý vị trả 250 đồng mà quý vị được hai bộ hai bộ như thế này có nghĩa là hai lọ kem mắt nè rồi quý vị được hai lọ kem serum nè rồi quý vị được hai lọ kem nữa Thưa quý vị đó là 6 lọ Quý vị trả có 250 đô la mà thôi Bích Liên xin phép quý vị Ở ngoài thị trường Quý vị có thể mua đúng giá trị Của sản phẩm tế bào gốc này Cái chai serum này Ít nhất cũng phải 250 đô la Vâng thưa quý vị đó là cái điều Cái sự hiệu quả của nó Cái giá trị của nó Mà Bích Liên đã thử qua trong thời gian qua Cho nên ngày hôm nay Bích Liên muốn nhân cái cơ hội này Cảm ơn quý vị Dù rằng không có lời Bích Liên cũng phải đến với quý vị Để cảm ơn Thưa quý vị trong những 18 năm qua ủng hộ với hệ thống công ty e với E-Princess thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay rất vui xin được trở về trên làn sóng này, xin đại diện cho hệ thống công ty e xin đến với quý vị một chương trình rất đặc biệt mà quý vị đừng bao giờ bỏ qua. Đây là một chương trình rất đặc biệt quý vị có thể dùng cho chính bản thân quý vị nam, nữ, lão, ấu quý vị đều dùng được cả thưa quý vị, một lọ kem mắt cho vòng khối mắt của mình chống nhăn nè chống quần thâm nè chống mệt mỏi nè cho nên đây là một cái điều rất là good rất là tốt cho quý vị dùng mỗi buổi sáng để con mắt mình khỏe hơn nhìn long lanh hơn quý vị không nhìn thấy mệt mỏi nữa và đồng thời quý vị có thể dùng cái serum này cả mắt cả cổ và cả gương mặt của mình để làn da của mình tươi trẻ hơn hồng hào hơn lấy lại những cái giây phút mệt mỏi sau một ngày làm việc và mỗi buổi sáng quý vị có thể dùng sản phẩm này lên rồi sau đó quý vị có thể trang điểm quý vị đi ra ngoài hoặc đi làm gì đó tùy theo quý vị muốn trang điểm hay không và thưa quý vị đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt sau khi quý vị dùng serum rồi quý vị cho cái cream này lên trên để quý vị có làn da đẹp quý vị nhé tất cả những sản phẩm này bây giờ quý vị thoa hết trên làn da của quý vị rồi quý vị phải dùng chống nắng lên bởi vì trong cái sản phẩm này không có chống nắng thì chúng ta không thể nào bảo vệ làn da đây là trộn bộ EQ Skin Solution của hệ thống công ty EV Princess nhưng mà sản phẩm tế bào gốc quý vị nhớ nha tế bào gốc có nghĩa là Factor, grow factor, grow factor có nghĩa là nó sẽ lấy lại những cái sự mầm nảy nở của làn da của mình, những cái tế bào trên làn da của mình đã ngủ yên cho nên sản phẩm này đi vào những cái lòng da under epidermis của mình, nó đánh thức những tế bào ngủ yên, nó làm da mình sẽ sống lại, trẻ lại. Trẻ trung yêu đời cũng như là nó sẽ làm da quý vị căng lại rất là đẹp, rất là xinh cái làn da của mình. Cho nên quý vị đừng bỏ qua cái sản phẩm này, đặc biệt cho chính bản thân quý vị và đặc biệt hơn nữa, quý vị có thể chọn bộ này tặng cho người thân của mình, chị của mình, mẹ của mình, em của mình, bạn bè của mình. Mà trọn bộ rất là giá trị, quý vị phải nhân cái cơ hội này. Bích Liên xin phép quý vị sau khi cái chương trình quý vị sẽ không được chương trình này Bích Liên sẽ cố gắng dành rất là nhiều thời gian để mà quý vị theo dõi chương trình này để quý vị có một trong những cái đặc biệt của hệ thống công ty EV Finset quý vị nhé bởi vì Bích Liên có trả lời một số khách hàng khách hàng có nói với Bích Liên là rất là nhiều lần cô hay chị vì đó không có xem được tivi đi làm không có xem được đài mà bích liên có chương trình khi mà gọi về công ty là đã hết promotion rồi làm chi tiết quá không có mua được tuy nhiên bích liên cũng xót xa khi mà những người khách đã ủng hộ cho bích liên trong suốt thời gian rất dài với sản phẩm ev Fancy, với niềm tin của ev Fancy làm cho quý vị hài lòng như vậy cho nên bích liên tạo cơ hội này để thay thế cho hệ thống công ty ev Fancy. cảm ơn quý vị rất nhiều quý vị đến với hệ thống công ty ev Fancy. quý vị có làn da đẹp nè quý vị có sức khỏe tốt nè, phải không thưa quý vị cho nên Bích Liên muốn nhân cái cơ hội này cảm ơn quý vị bằng trọn bộ EQ Skin Solution mua một bộ tặng một bộ có nghĩa là hai bộ mà quý vị trả tiền chỉ có một bộ mà thôi. Quý vị thấy có rất là đặc biệt phải không ạ? À? Trọn bộ EQ Skin Solution của hệ thống công ty e Xích, trị giá của nó chỉ có 210 đô la mà thôi. Quý vị thấy không, chỉ có 210 đô la thôi mà quý vị sẽ được tặng thêm một bộ nữa, có nghĩa là hai bộ mà quý vị trả tiền có một bộ mà thôi. Đây là một cái chương trình rất là đặc biệt. Đây là một cái chương trình rất đặc biệt quý vị thấy không? Cho nên quý vị nhân cái cơ hội này, Bích Liên không muốn quý vị bỏ qua cơ hội này rồi sau này quý vị hỏi rằng Bích Liên có chương trình đặc biệt nữa không? Rất tiếc là sau khi promotion thì không còn chương trình đó nữa. Bích Liên dành rất là nhiều sản phẩm kỳ này để cảm ơn đền đáp cho tất cả quý khách hàng của Bích Liên khắp nơi trên toàn thế giới. Nếu quý vị thấy chương trình này đang diễn ra, xin quý vị ngay bây giờ dắt điện thoại lên gọi trong những cái số điện thoại ở trên màn hình 714 461 2403 hoặc là 408 849 1152 hoặc là 619 563 5817 thì có nhân viên trả lời quý vị quý vị bảo rằng đây là sản phẩm ba lọ tại vì khi mà quý vị gọi vào trong công ty đó quý vị không nhớ sản phẩm nào cả quý vị nói tôi muốn mua EV phân tôi muốn mua cô Bích Liên đang nói mà Thưa quý vị, khi mà trên truyền hình quý vị không nhớ sản phẩm thì cũng hơi khó lắm. Quý vị nhắc dùm cho Bích Liên bộ sản phẩm 3 lọ. Quý vị nhé, bộ sản phẩm có 3 lọ thì sản phẩm đó 210 đồng. Quý vị mua một set, một bộ như thế này, quý vị sẽ được nhận hai set nhưng mà duy nhất chỉ có 210 đô la mà thôi quý vị nhé. Xin quý vị ngay bây giờ nhấc điện thoại lên gọi một trong những số điện thoại trên màn hình để quý vị có một cái chương trình promotion rất là đặc biệt xin có quý vị bích liên xin tế nhị là bích liên không phải là on sale cho sản phẩm mình có nhiều quý vị gọi ờ có bích liên có đang on sale sản phẩm bích liên không có on sale sản phẩm bao giờ bích liên chỉ muốn có một trong những cảm ơn quý vị và cho quý vị cái giá đặc biệt nào đó trong thời gian trực tiếp trên truyền hình mà thôi và thỉnh thoảng Bích Liên có một cái chương trình như thế này promotion đặc biệt để cảm ơn khách hàng mà thôi để quý vị nào có may mắn quý vị nào không được may mắn quý vị nghe thấy được nhìn thấy được quý vị thấy có bạn bè mình ở xa quý vị gọi điện thoại hỏi bạn bè mình người thân mình có cần mua hay không quý vị nên giúp bạn mình trong thời gian này nha quý vị nhé Vâng thưa quý vị đây là một cái chương trình rất là đặc biệt Nếu mà quý vị dùng sản phẩm này quý vị thể thấy tốt như vậy đó Quý vị nên nhớ nên mua ngay để quý vị không có cơ hội có chương trình promotion đặc biệt này nữa Bởi vì đây là một cái sản phẩm giá cả rất là nhẹ nhàng Thưa quý vị cái serum của EQ Skin Solution tế bào gốc này ở ngoài thị trường trên 200 đô la. Vâng thưa quý vị, nhưng đến với hệ thống công ty EVMZ trọn bồ này, Bích Liên đến với quý vị giá rất là đặc biệt. Ba lọ như thế này quý vị thấy không? Ba lọ mà chỉ có 210 đô la mà thôi. Vâng thưa quý vị, ba lọ 210 đô la mà Bích Liên lại tặng cho quý vị một bộ như thế này nữa quá nhẹ nhàng phải không thưa quý vị quý vị mua ngay bây giờ để quý vị dùng cho chính bản thân quý vị cha mẹ anh chị em trong nhà chị dâu em chồng vân vân và bạn bè người thân của mình một món quà cho ngày vui một món quà cho sinh nhật một món quà cho lễ hội rất là xứng đáng và rất là nhẹ nhàng quý vị gọi ngay bây giờ để quý vị có chương trình đặc biệt quý vị nhé toàn bộ EQ Skin Solution sản phẩm tế bào gốc của hệ thống công ty Efficiency chỉ có 210 đồng mà thôi. Vâng thưa quý vị, chỉ có 210 đồng mà thôi mà cho đến hai bộ. Hai bộ như thế này mà quý vị trả chỉ có 210 đô la mà thôi. Quý vị gọi ngay bây giờ quý vị nhé, một trong những số điện thoại trên màn hình. Quý vị hỏi ngay bây giờ để quý vị không mất cái cơ hội này. Bích Liên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều trong suốt 18 năm qua quý vị đã đến với chương trình hệ thống công ty Evivince. Quý vị đã dùng qua Evivince rồi, quý vị có làn da đẹp Quý vị đừng lo nữa Đến với y phi phân sách Quý vị sẽ có tất cả Quý vị sẽ có trong uống ngoài tho Quý vị sẽ có sức khỏe tốt quý vị sẽ có làn da đẹp, quý vị cảm thấy cuộc sống này yêu đời hơn, có ý nghĩa hơn, quý vị sẽ thành công hơn khi quý vị giao tế bên ngoài. Đó là cái điều mà quý vị đang cần thiết. Bích Liên rất là vui xin được phục vụ tất cả quý vị trong những tuần vừa qua. Bích Liên rất là cảm động, những cụ lớn tuổi, những uh, cụ cao niên không có lái xe được, quý vị nào mà cần mang đến nhà thì trong thời gian vừa qua Bích Liên cũng rất là cảm động khi mang đến sản phẩm đến nhà của các cô, các bác mà các cô các bác không có phương tiện để đến tiệm lấy thì quý vị bà các bác các cô cứ gọi điện thoại thì nhân viên sẽ sẵn sàng phục vụ cho các bác tại nhà để các bác dùng sản phẩm này để các bác cảm thấy bác các bác còn một trong những niềm tin trong cuộc sống các bác nhé. À, quý vị nào không có phương tiện để đến tiệm thì quý vị đừng có ngần ngại, quý vị cứ gọi vào công ty sẽ gọi đến tận nhà còn quý vị nào muốn mang đến nhà mà tiện ở tại à, miền nam california thì à, nhân viên sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả quý vị trong phương tiện này tuy nhiên bích liên rất là vui được quý vị à, nghĩ đến cái làn da của mình quý vị cảm thấy rằng khi làn da của mình à, sáng sủa hơn cảm thấy đẹp hơn thì mình cảm thấy cái cuộc sống này có ý nghĩa hơn à, bích liên cũng rất là vui được à, các cụ à, lớn tuổi rồi các cụ à, ở nhà các cụ có tivi, rồi các cụ gọi cho Bích Liên, các cụ muốn có dược thảo, các cụ muốn có linh chi, các cụ muốn có đông trùng hạ thảo, các cụ muốn có bộ kem chống nhăn để các cụ dùng, các cụ nói là ở nhà thì mình nằm hoài à thưa quý vị, mà nếu mà dùng sản phẩm cái da đẹp hơn thì nhìn trong gương các cụ cảm thấy cái cuộc sống này có nhiều ý nghĩa hơn, có nhiều niềm tin hơn nữa, đó là cái điều mà Bích Liên rất vui rất là xúc động khi à, Bích Liên ghé đến tất nhà, tất một số khách hàng đã gọi cho Bích Liên. Vâng, thưa quý vị ngày hôm nay Bích Liên rất là vui xin được giới thiệu đến quý vị một lần nữa sản phẩm tế bào gốc khỏe tấm công ty Y Finset đã cho ra đời và đã thành công hàng ngàn khách hàng đã dùng qua và khen ngợi bảo đảm với quý vị khi mà quý vị dùng sản phẩm ev princess của hệ thống công ty evis quý vị sẽ trẻ ra đẹp ra và quý vị cảm thấy thành công hơn yêu đời hơn trong cuộc sống này vâng thưa quý vị một lần nữa số điện thoại trên màn hình Quý vị gọi ngay bây giờ để quý vị sở hữu trọn bộ EQ Skin Solution sản phẩm tế bào gốc của hệ thống công ty Evensis ba lọ như thế này là thưa quý vị ba lọ quý vị trả chỉ có 210 đô la mà thôi 210 đô la mà quý vị nhận được hai bộ như thế này quý vị nhớ nhá hai bộ sản phẩm tế bào gốc của hệ thống công ty Evimesis. Tại sao nó rẻ quá phải không? Tại sao nó nhẹ nhàng quá phải không quý vị? Bởi vì Bích Liên muốn thay mặt cho hệ thống công ty Evimesis cảm ơn đến tất cả quý vị trong ngày th thời gian này cũng như quý vị đã ủng hộ trong suốt 18 năm qua. Để đánh dấu những cái kỷ niệm đó, Bích Liên muốn nhân cái cơ hội này Cảm ơn quý vị thật nhiều đã ủng hộ cho hệ thống công ty EVVinsix, một hệ thống có mặt trên thị trường trên 18 năm qua. Nói đến cái quá trình làm việc của Bích Liên thì chắc chắn quý vị biết rồi. Trên 25 năm qua trong ngành thẩm mỹ, thưa quý vị, Bích Liên đã phục vụ khách hàng trong 15 quốc gia trên toàn thế giới. Ngày hôm nay Bích Liên rất vui và đinh dự được trở lại chương trình. Xin quý vị gọi ngay bây giờ những số điện thoại trên màn hình để sở hữu cho chính bản thân quý vị, cho người thân quý vị hai bộ EQ Skin Solution, hai bộ tế bào gốc mà quý vị trả chỉ có 210 đô la mà thôi quá nhẹ nhàng quá dễ dàng phải không thưa quý vị quý vị muốn cho người thân của mình Người phụ nữ cũng được, người nam giới cũng được, trẻ cũng được, già cũng được. Chỉ tốn có 210 đô la mà hai bộ quý vị tặng cho người thân của mình đó là một cái món quà giá trị mà rất là nhẹ nhàng phải không thưa quý vị? Quý vị có thể mua hai bộ 210 đô la, quý vị giữ một bộ tặng cho người thân mình một bộ đó là món quà giá trị. Quý vị không cần phải đi đâu shop cả, quý vị không cần mất thời gian lái xe đi tìm món quà nào. Đây là một trong những món quà rất là giá trị quý vị gọi ngay bây giờ trên màn hình số điện thoại cho quý vị trọn bộ sở hữu hai bộ EQ Skin Solution tế bào gốc 210 đô la Bích Liên xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình quý vị gọi ngay bây giờ Bích Liên xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị cùng gia đình lúc nào cũng an vui hạnh phúc đặc biệt là người phụ nữ của chúng ta trên toàn thế giới càng ngày càng đẹp hơn càng trẻ hơn với sản phẩm EV sách quý vị sẽ thành công hơn, yêu đời hơn và hạnh phúc hơn, đặc biệt là tự tin hơn. Bích Liên xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin trọng kính chào.